Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Trong video bài học này thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn một số cái case study mà tôi nghĩ là telesale rất là thành công. Telesale thuần túy là bán hàng luôn và người gọi điện và người mua hàng không hề biết nhau, không hề có sự chuẩn bị trước. Và thực sự là tôi đánh giá cao cái cách làm như thế này. Thì tôi sẽ chia sẻ hai câu chuyện, sau đó thì các bạn sẽ rút ra kinh nghiệm cho chính mình và các bạn suy nghĩ về sản phẩm và dịch vụ của mình có thể áp dụng cái phương pháp này hay không. Câu chuyện thứ nhất là tôi nói về cái việc là tôi mua thêm cái dịch vụ 3G trên điện thoại di động. Thế thì cái này thì là như này, tôi sử dụng điện thoại di động và tôi sử dụng 3G. Cái gói cước tôi sử dụng là 90.000 một tháng. Vâng, trước đây thì tôi sử dụng cái gói 200.000 một tháng, nhưng mà sau đó tôi thấy không cần thiết thì tôi không live stream nữa, tôi ngắt đi, tôi giảm xuống cái gói 90.000. Thế và tôi liên tục là tôi dùng hết dung lượng và tôi phải mua thêm cứ 5.000, 10.000 một ngày. Và tôi phát hiện ra rằng là gì? Cái mạng viễn thông của Viettel ấy, người ta theo dõi cái chuyện đó, đúng không ạ? Và người ta thấy rằng là cái khách hàng này liên tục mua thêm. Thế và bằng một cuộc điện thoại của nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng gọi điện, họ nói là em ở bên Viettel, em thấy cái thuê bao của anh ấy là rất là thường xuyên hết dung lượng và anh hay phải mua thêm, như vậy thấy là bất tiện, như vậy là đắt đỏ tốn kém, em thấy là cái dung lượng anh dùng hàng tháng là như này thì em đề xuất với anh là anh nâng lên cái gói là 120.000. Cái gói này anh sẽ được thêm từng ngày dung lượng, anh sẽ không phải lo lắng gì cả, anh chỉ tốn thêm khoảng 30.000 một tháng. Thế thì tôi nghe điện thoại thì tôi thấy rất là hợp lý. Tất nhiên đấy là với ý kiến cá nhân của tôi thôi. Với các anh chị có thể thấy không hợp lý hoặc là thấy lãng phí hay thấy tốn kém vân vân, đúng không? Nó do nhu cầu của từng người, nó cũng do cái thu nhập, nó cũng do cái quan điểm của từng người. Trong trường hợp đấy là tôi thấy là cái cách mà bên bán hàng, tôi gọi là bên bán hàng, bên tổng đài chăm sóc khách hàng đấy là upsell, tức là bán thêm, nâng giá trị cái gói dịch vụ lên và rất là thành công. Và sau đó thì bạn này đã gửi một cái tin nhắn, bạn này gọi điện nhắc nhở và gửi một tin nhắn là anh ơi, anh soạn cú pháp như thế này, anh hủy cái gói kia đi, anh đăng ký cái gói mới này anh nhớ nhá. Sau đó bạn ấy kiểm tra trên hệ thống thấy tôi đã làm như vậy, nếu mà bạn ấy thấy tôi chưa làm, bạn ấy gọi bạn nhắc tiếp, bạn nhắc tiếp. Thì đó là cái cách mà upsell. Các bạn cứ tưởng tượng đi, nếu như một ngày Viettel hay Mobi hay Vinaphone, đúng không ạ, mà chúng ta theo dõi khách hàng như vậy, mà chúng ta upsell khách hàng như vậy, có thể thành công được 10.000 khách hàng, tôi giả sử như thế, thì các bạn biết là doanh thu một tháng tăng lên bao nhiêu tiền. Một ngày được 10.000 khách hàng, một tháng có thể được 100.000 khách hàng, rồi thì vài trăm nghìn khách hàng đi chăng nữa, mỗi một khách hàng chỉ thêm 10.000 đồng thôi là chúng ta cũng đã được rất nhiều tiền rồi. Bởi vì các bạn thấy là 30.000 không nhiều, nhưng mà 30.000 so với 90.000, tức là 1/3, bạn đã upsell khách hàng tăng doanh thu lên 33%. Bạn phải nhìn cái con số như vậy. Giả sử rằng chúng ta nhân với 1.000.000 người, nhân với 100.000 người, nhân với 1.000.000 khách hàng hàng tháng như thế, mỗi một khách hàng các bạn đẩy lên một cái giới hạn mới, thêm 5.000, thêm 10.000 thôi, doanh thu của các bạn tăng lên chóng mặt luôn. Tất nhiên để làm được việc đấy, họ phải có hệ thống theo dõi, họ biết cái mức tiêu dùng của khách hàng, họ thấy có liên tục gia tăng và họ gợi ý. Và bây giờ thì thực tế tại thời điểm này, cái tháng này thì tôi đã đi làm văn phòng, tôi lại ngồi ở văn phòng, tôi lại rất là ít dùng đến 3G, bởi vì ở nhà rồi ở văn phòng, ở tất cả mọi nơi thì đều có mạng hết rồi. Thế có duy nhất là đến cái thời điểm mà tôi đi ra ngoài nhiều thì tôi dùng mạng nhiều. Đó, thì đấy là cái case study thứ nhất. Thì ta sẽ phân tích, đúng không? Ta thấy khách hàng có nhu cầu sử dụng lớn và chúng ta sẽ đề nghị cho họ một cái upgrade, cho họ một cái gói mới hoặc là một cái sản phẩm mới có giá trị cao hơn một chút, rất hợp lý, phù hợp với nhu cầu của họ. Nếu mà các bạn đề nghị một cái mức nó cao hơn gấp đôi, tôi chẳng hạn như là đang 90 lên 180, 200 có khi tôi không mua, nhưng mà tăng lên một chút chút thôi thì khách hàng sẽ dần dần ok. Sau đó họ tăng lên rồi họ thấy lại tiếp tục nữa, các bạn lại có thể tăng lên nữa. Thứ hai là mình phải theo dõi khách hàng, và thứ ba là mình phải có lịch sử giao dịch của khách hàng. Thế còn mình gọi thì đương nhiên là khách hàng nghe rồi, bởi vì số tổng đài, rồi thì số đẹp, rồi thì nói là bên chăm sóc khách hàng của Viettel, của Mobi, của Vina, thì tôi nghĩ
khách hàng họ nghe ngay và họ rất dễ chuyển đổi thành khách hàng. Tương tự như vậy, bạn hãy áp dụng đối với ngành hàng của mình. Một cái ví dụ thứ hai tôi cũng rất là thích mà muốn chia sẻ với các bạn, tôi cũng rất là bất ngờ, tôi cũng đã nói với các bạn trong một cái video bài học đấy rồi. Một hôm tôi đang lái xe thì có một bạn, bạn ấy gọi điện cho tôi, bạn nói là bạn là nhân viên của một công ty tài chính chuyên cho vay tiền, vay tín chấp. Họ biết tôi là giảng viên đại học, họ biết tôi là làm nhà nước, đúng không? Họ đề nghị với tôi là nếu có nhu cầu vay tiền thì có thể vay tín chấp hưởng một cái lãi suất rất là tốt, nó chỉ khoảng độ 0,4 0,5% một tháng gì đó, hay là không phải, tôi không nhớ chính xác, hình như là nó rơi vào khoảng 8% một năm, 8% một năm thì chắc là 0,7 0,7% một tháng. Và tôi nghĩ rằng tôi là một người làm kinh doanh, tôi nghĩ rằng là 8% một tháng là một con số tốt, là một con số tốt đối với tín chấp. Có thể trong ngắn hạn trước mắt tôi có thể không dùng đến tiền, nhưng mà trong dài hạn tôi có thể vay khoản tiền đó cho việc mua nhà, cho việc đổi xe, cho việc mua thêm bất động sản, hay là cho việc gì đó mà tôi cần đến. Thì thay vì tôi phải đi vay ngân hàng rất phức tạp, tôi vay tín chấp như vậy cũng được một cái số tiền, tất nhiên nó không nhiều, cái số tiền khoảng 100 triệu. Nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng đi, bạn không có cái tín chấp đấy, bạn đi vay nóng hoặc là bạn vay tín dụng cột điện, tín dụng đen, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng nó có thể lên tới 30% một năm, hoặc là thậm chí cao hơn nữa. Thế thì như vậy rất là tốn kém và rất là lãng phí. Và đây họ mời tôi và tôi nảy số, tôi thấy là ok, cái này rất là được. Thì tôi đồng ý, tôi cho người ta thông tin và người ta hẹn gặp lại, người ta gửi email, rồi người ta tiếp tục liên tục gọi điện thoại đeo bám, cứ một ngày hai ngày lại gọi, anh ơi thế này, anh ơi thế kia, anh hãy hoàn thiện cho em, bước tiếp theo là cái này, bước tiếp theo là nó có quy trình. Bước 1 gọi điện khách hàng đồng ý quan tâm, bước 2 gửi hợp đồng, bước 3 thế này, bước 4 là đấy là cái quy trình của bên tài chính. Thế thì tôi đánh giá rất cao cái telesale đấy. Thứ nhất là họ đúng người, thứ hai là họ đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn, và thứ ba là họ chỉ cho ta thấy là đấy là một cơ hội. Thì thực ra đối với tôi là một người mà tôi nghĩ là khá là thông minh và có kinh nghiệm. Nói đến đây các bạn có thể là hơi buồn cười và thầy là cứ tự khen thầy, đúng không? Nhưng thực ra tôi nghĩ là với hiểu biết của tôi thấy là cái con số mà 8% một năm vay tín chấp như vậy, không có thêm bất kỳ một khoản gì, thì tôi nghĩ đấy là một con số tốt và hoàn toàn sử dụng được. Đấy. Thế nhưng mà tôi cũng nói thêm là cái thương vụ này bị hỏng. Tôi đã đồng ý vay và tôi nói với bạn telesale, bạn nhân viên kinh doanh ấy, tôi nói là anh không có nhu cầu vay, nhưng mà vì em gọi điện rất là tốt và anh cũng sẽ ủng hộ em một cái đơn hàng, đấy là anh sẽ vay cái gói tiền đấy của em. Tuy nhiên em cần phải hướng dẫn cho anh chi tiết rõ ràng, và anh cũng giữ một cái quyền là phút cuối anh có thể sẽ hủy, không sử dụng dịch vụ, tức là anh sẽ không vay tiền. Tức là tôi thỏa thuận với bạn ấy qua điện thoại như vậy, bởi vì tôi là người giữ uy tín. Tôi sợ rằng là tôi nhận lời xong đó tôi lại không vay thì mất uy tín với bạn ấy. Mặc dù bạn ấy là ai tôi cũng không biết, tôi cũng chẳng cần phải lo, đúng không? Và bạn ấy đồng ý, bạn ấy cung cấp thông tin cho tôi qua email, bạn ấy gửi cho tôi hợp đồng, rồi bạn ấy gửi cho tôi quy trình, là tôi ok. Các bước tiếp theo thì theo cái nghiệp vụ của họ là họ đi thẩm vấn, họ gọi điện cho tôi, họ gọi điện cho người thân, họ gọi điện cho cơ quan. Thế thì trong một cái lần họ thẩm vấn, đấy là cái nghiệp vụ của họ, tôi luôn luôn nhấn mạnh lại đến nghiệp vụ. Trong một lần thẩm vấn của họ, họ đã cử cái nhân sự không tốt, tức là tôi đánh giá là cái nhân sự rất là mới. Và tôi gặp cái nhân sự này rất là trẻ danh, rất là trẻ trâu, rất là thiếu kỹ năng. Họ thẩm vấn tôi, họ gọi điện cho tôi nói chuyện rất là thiếu lịch sự, và họ gặp tôi nói chuyện cũng nói chung là nói thẳng ra là rất trẻ trâu, rất trẻ trâu, ngu si đần độn, và làm cho tôi cảm thấy rất thiếu lòng tin và cảm thấy không cần thiết. Bởi vì rõ ràng là tôi là một khách hàng và tôi kể câu chuyện của tôi cho các bạn học hỏi. Trong trường hợp đấy tôi cảm thấy không yên tâm, và tôi cũng cảm thấy là
tôi bị tổn thương về mặt uy tín, vì tôi nói rằng là tôi không có nhu cầu vay tiền. Nhiều thì tôi không dám nói, chứ 100 triệu thì tôi nghĩ là cũng chẳng tiêu gì đến, đúng không ạ? Tôi nói trước với bạn Telesale và cái bạn thẩm vấn lại là bạn khác ở bộ phận khác. Thế nên là thành ra là vụ đấy bị hỏng. Và ngay lập tức tôi đã gọi điện lại cho bạn ấy và tôi tỏ ra là rất không hài lòng và có một chút gì đấy là tức giận, đúng không ạ? Tôi nói là bây giờ anh đã ủng hộ em như thế, anh đã nói trước như thế rồi, mà em cho người đến sòng sọc thẩm vấn anh rồi hỏi ý kiến anh thế này thế kia, mà cái kiểu rất là thiếu kỹ năng, thiếu đào tạo. Tôi không muốn nói cái từ ngu si hay đần độn hay là dốt nát, và cuối cùng thương vụ đã bị hỏng. Và toàn bộ cái phần trước đó, phần telesale của bạn nhân viên ấy làm rất tốt thì cuối cùng kết quả cũng không đạt được. Từ đấy suy ra là gì? Tôi muốn nói với các bạn cái kinh nghiệm đấy là gì? Toàn bộ cái phần telesale trước các bạn làm rất tốt, nhưng mà các cái phần tiếp theo của quy trình bán hàng, bởi vì telesale nó chỉ là một phần, nó chỉ là một phần trong cái quá trình đấy thôi, chứ nó không phải là tất cả. Các bạn cần phải kiểm soát toàn bộ quy trình đấy và có cái chất lượng tương đồng. Và thứ hai nữa, nếu như mà có thể thì bạn phải take care hoặc là bạn phải take note cho cái người mà tiếp theo phải làm như thế nào. Bởi vì với mỗi một khách hàng khác nhau, có những khách hàng người ta rất là cần người ta vay tiền, thì người ta sẽ có thể bạn thẩm vấn người ta như thế nào đấy chăng nữa, người ta cũng sẽ ok. Nhưng có những khách hàng người ta 50-50, được không được thôi, thậm chí là 90% là tôi không có nhu cầu, 10% đấy là tôi ủng hộ. Kể cả tôi ủng hộ hay tôi thương tâm hay tôi thế này thế kia, thì cái người telesale cũng là người đã thành công rồi. Bạn phải làm cho khách hàng cảm thấy thích thì người ta mới ủng hộ, vì người ta không có nhu cầu, không có nghĩa vụ, đúng không ạ? Các bạn hiểu ý tôi rồi chứ ạ? Đấy, thế cho nên là đấy là ta kết luận trong hai cái ví dụ tôi nói với các anh chị. Cái thứ nhất đấy là cái upsell, chúng ta có thông tin, chúng ta upsell rất là tốt, đúng không ạ? Và ta đưa ra một cái bản chào hợp lý và chúng ta giúp khách hàng thực hiện, thúc đẩy khách hàng thực hiện cái đó, việc đó ngay. Và thứ hai đấy là chúng ta chào cho một khách hàng một cái dịch vụ mà hấp dẫn, một cái sản phẩm, một cái dịch vụ mới hấp dẫn và đánh trúng vào cái suy nghĩ của họ, cái nhu cầu mong muốn nảy sinh của họ. Thậm chí trước đó họ không có nhu cầu, cũng rất là thành công, nhưng mà cái đoạn sau đấy bạn phải rút kinh nghiệm, bởi vì telesale chỉ là một phần, tất cả những bước về sau đấy các bạn cần phải làm hoàn hảo và hoàn chỉnh hơn nữa, thì chúng ta sẽ thành công và chúng ta sẽ chốt được sale, đúng không ạ? Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn, bye bye.